Xin chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý có trong chương trình. Long An tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm EVN, CBC cung cấp dịch vụ điện trên thành bản đồ số tình thế giới, cao quỹ liên hợp quốc về người tị nạn đối mặt với một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử. Chín tháng năm 2023, huyện Cần Duộc tập trung thực hiện tốt việc triển khai các công trình xây dựng cơ bản, gắn với giải ngân vốn đầu tư công. Hiện tổng giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện đều đạt trên 78%. Theo đó, Quyện khởi công mở rộng nâng cấp tuyến đường kết nối thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành dược tiến độ thi công công trình trọng điểm nghị quyết đại hội 12 Đảng bộ quyện, cầu bắc qua sông Cần Duộc, tổ chức lắp đặt biểu tượng linh vật tại dòng xoay Tân Kim, khởi công quảng trường sông Cần Duộc, chuẩn bị khởi công phố đêm cặp sông Cần Duộc, nâng cấp đường D Trường Long, công trình chống sạt lở bờ sông Cần Duộc cặp đường tỉnh 826C xã Phước Lại, công trình đường N18 kết hợp khu dân cư thị trấn Cần Duộc đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hiện huyện Cần Duộc đã giải ngân từ nguồn ngân sách huyện được 186 tỷ đồng, gồm 91 công trình và giải ngân từ nguồn vốn ngân sách tỉnh khoảng 20 tỷ đồng, gồm 11 công trình. Đi đôi với phát triển kinh tế, thời gian qua, huyện Tân Trụ còn tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông. Đột phá là thực hiện nghị quyết số 22 của huyện ủy Tân Trụ về tập trung đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm 2023 đến nay, quyền Tân Trụ mở rộng nâng cấp hơn 8 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường được thi công bê tông dưới mặt đường rộng 5 m. Các công trình có thiết kế tải trọng từ 6 tấn trở lên, đảm bảo tính đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của quyền trong thời gian tới. Qua 2 năm thực hiện nghị quyết số 22, đến nay, quyền Tân Trụ đã mở rộng nâng cấp được 19 tuyến đường dưới chiều dài gần 19 km. Quyền đầu tư mở rộng nâng cấp nhựa quá, bê tông quá các tuyến đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm phát huy tốt vai trò người dân vừa là chủ thể thực hiện vừa là đối tượng thụ hưởng đảm bảo nguyên tắc dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân thụ hưởng từ đó người dân tích cực ủng hộ đóng góp 20% kinh phí và hiến hàng chục ngàn mét vuông đất mở rộng mặt đường Thưa quý vị và các bạn, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ giữa các đường nội bộ trong nội ô thị trấn Tân Hưng, Quỹ ban nhân dân huyện Tân Hưng đầu tư 4 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng công trình làm mới các dĩa hè nội ô khu B giai đoạn 2 thuộc địa phận thị trấn Tân Hưng. Theo đó, công trình đường 30 tháng 4, đường 24 tháng 3, đường Phạm Ngọc Thạch thiết kế dĩa hè ở hai bên đường, đường Lê Quý Đôn và đường Trần Hưng Đạo làm dĩa hè một bên. Công trình có tổng mức đầu tư là 4 tỷ 500 triệu đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý 4 năm 2023. Công trình làm mới các dĩa hè nội ô khu B giai đoạn 2 sau khi hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ tốt cho việc đi lại của nhân dân, mà còn góp phần tạo dễ mỹ quan chỉnh trang đô thị, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quyền Tân Hưng, 24 tháng 3 năm 1994, 4 tháng 3 năm 2024, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thị xã lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, đến thời điểm hiện tại, nhiều chỉ tiêu của nghị quyết đã đạt và dược kế hoạch. Kinh tế xã hội Thị xã Kiến Tường ngày càng phát triển, đời sống người dân từng bước nâng lệch. Điểm nhấn đầu tiên là việc thị xã đã thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá về phát triển chương trình nông nghiệp, diện tích lúa ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được gia tăng. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn thị xã đạt hơn 5.000 hecta. Gắn với đó, thị xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất, để bà con nông dân mạnh dạng đầu tư, cải tiến trang thiết bị hiện đại trong việc sản xuất nông nghiệp mình thấy phát triển như máy bay phun thuốc nè rồi ba cái, sử dụng cái máy cài rồi mình làm theo cái, cái bơ, ứng dụng công cao của của nhà nước của sở nông nghiệp rồi đó của phòng Hình tế rồi đó mình thấy hiệu quả thì mình làm rồi mình phát triển rồi mình vận động bà con vô làm sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng có giai đoạn suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đã dần hồi phục ở mức ổn định. Khu công nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Thì thị xã Kiến Tường tập trung cho cái công nghiệp và cái tiểu thủ công nghiệp. Thì khi thị xã Kiến Tường có cái khu kinh tế cửa khẩu thì trong khu kinh tế cửa khẩu có cái khu công nghiệp thì với là quy hoạch là 16,8 hectare thì có hai nhà đầu tư vào đầu, đầu đầu, tư và song song đó thì các cái chỉ các cái cơ sở sản xuất kinh doanh rồi là trong là hơn 2 năm qua thì năm sau đó, cái số lượng mà cơ sở tăng so với năm trước nó góp phần cho các phát triển thương mại dịch vụ Thị xã Kiến Tường được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Hiện thị xã đang tiếp tục ra soát củng cố và quy động mọi nguồn lực để nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thị xã bố trí trên 600 tỷ đồng để đầu tư hơn 400 danh mục công trình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Thì phải nói rằng các cái trục đường không chỉ ở nội ô của thị xã mà ngay cả các cái tuyến đường ở ngoại ô cũng đã được trải nhựa hoặc là bê tông hóa, nó tạo điều kiện rất là thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất hoặc là dân chuyển hàng hóa, nó tiết kiệm được thời gian mà kinh phí để mà vận chuyển nói là đây là cái điều đáng trân trọng nhất của thực hiện nghị quyết của Đảng mà truy về xây dựng kết cấu hòa tầng. Thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã thì được sự đồng thuận từ trong nội bộ ra ngoài nhân dân. Đến nay đó thì thị xã kiến tường đó, thì nghị quyết đại hội đặt ra là 18 cái chỉ tiêu thì qua đánh giá hơn 2 năm thực hiện đó, thì đạt là 10 trên 18 chỉ tiêu thì trong 10 đó thì đạt và dược hiện nay 5 chỉ 8 chỉ tiêu còn lại đó, đó thì là đạt trên 50 phần càng ý nghĩa hơn khi mới đây, thị xã Kiến Tường dinh dự được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 3. Đây chính là phần thưởng to lớn sau những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân nơi đây. Và cột mốc này cũng chính là động lực giúp cho địa phương hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ mà kỳ quyết đại hội đảng bộ lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Liên quan đến thông tin y tế, Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Y tế trình chính phủ cho ý kiến đối với phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 10, cân nhắc ban hành thông tư về giá dịch vụ y tế theo trình tự rút gọn. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành giá phù hợp đối với một số mặt hàng thiết yếu, tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng, đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như xăng dầu, khí hóa lỏng, điện, dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, dịch vụ y tế, giáo dục, lương thực, thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ, quýt mò, chân miệng sốt xuất số huyết và các bệnh truyền nhiễm khác ủy ban nhân dân tỉnh long an chỉ đạo sở y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh củng cố các đội chống dịch nhằm kịp thời điều tra xác minh xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân dân đảm bảo đủ thuốc vật tư hóa chất trang thiết bị cho công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân và phòng chống dịch bệnh trong các tình huống. Qua 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 21 của ban thường vụ tỉnh Quỹ về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay tỉnh Long An đã hoàn thành trước hạn 4 chỉ tiêu quan trọng đến năm 2025 tại nghị quyết số 21. Cụ thể là chỉ tiêu đạt trên mức trung bình cả nước đối với các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế đến là chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4 đạt 100%, thứ ba là hạ tầng mạng băng rộng cấp quan phủ trên 80% hộ gia đình và phủ tới 100% xã, cuối cùng là chỉ tiêu hoàn thành công tác thí điểm chuyển đổi số ở ba đơn vị cấp xã gồm xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, thị trấn Cần Duột quyền Cần Chuột và phường 4, thành phố Tân An. Riêng một số chỉ tiêu còn lại sẽ được tập trung nguồn lực triển khai, góp phần chuyển đổi số trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 8 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung tích hợp công nghệ bản đồ số Google Maps vào website và app chăm sóc khách hàng, tạo sự thuận tiện nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, cũng như giúp nâng cao năng suất lao động trong các nghiệp vụ liên quan. Theo đó, chương trình được áp dụng cho hai dịch vụ cấp điện mới hạ áp và thông tin xử lý sự cố điện trên nền bản đồ Google Maps thông qua ứng dụng web và app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Điểm đặc biệt của chương trình là khi khách hàng chọn báo mất điện hoặc đăng ký mua điện, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và hiển thị địa chỉ khách hàng trên nền bản đồ Google Maps. Với những ghi nhận và đánh giá tốt của khách hàng khi áp dụng Google Maps, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các ứng dụng có lượng dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Người đứng đầu cao quỹ Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, ông Philip đi nhận định, cơ quan này đang phải đối mặt với một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử hơn 70 năm qua của cơ quan. Trong bối cảnh trên toàn thế giới có khoảng 110 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi ngân quỹ ứng phó thiếu nghiêm trọng, Ông Filippo Randi kêu gọi các nước tôn trọng quyền của những người chạy trốn xung đột được bảo đảm theo Công ước về Người tị nạn năm 1951, mà Cao quỹ Liên Hợp Quốc về Người tị nạn được thành lập để giám sát. Quan chức trên cũng cho biết, Cao quỹ Liên Hợp Quốc về Người tị nạn hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí lên tới 650 triệu đô la Mỹ trong năm nay, và khả năng năm 2024 thậm chí còn đáng lo ngại hơn. Các sinh viên mới ra trường tại Australia đều phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động. Tuy nhiên, theo diện Rotten, một thực trạng đáng buồn là sinh viên quốc tế tại nước này còn phải chịu mức lương thấp hơn đáng kể so với sinh viên trong nước khi mới tốt nghiệp. Diện Rotten cho biết, Hầu hết sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp giữ thị thực visa tạm trú đang làm những công việc yêu cầu kỹ thuật thấp Bên cạnh đó, gần 75% người giữ thị thực tốt nghiệp tạm thời có thu nhập thấp hơn mức lương trung bình của người lao động Australia trong năm 2021, khoảng 53.300 đô la Australia một năm, so với mức thu nhập trung bình 64.400 đô la Australia của người Australia từ 20 đến 29 tuổi có bằng cử nhân. Ở một số lĩnh vực cụ thể như quản trị kinh doanh, máy tính, nhà kỹ thuật, sự khác biệt thậm chí còn lớn hơn gia động từ 10.000 đô la Australia đến 40.000 đô la Australia một năm. Báo cáo cho biết tại Australia, sinh viên quốc tế tốt nghiệp các ngành liên quan đến chăm sóc y tế có thu nhập cao nhất, tiếp theo là sinh viên ngành khoa học, nhưng thu nhập vẫn thấp hơn so với sinh viên trong nước cùng lĩnh vực. Chỉ một nửa số sinh viên quốc tế có thể thực tạm trú tìm được việc làm toàn thời gian sau khi tốt nghiệp do tình trạng cư trú không chắc chắn. Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế Canada, những khó khăn kinh tế hiện nay của nước này sẽ dần giảm bớt trong năm sau, khi nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng trở lại và Ngân hàng Trung ương Canada nới lỏng dần chính sách tiền tệ thông qua việc cắt giảm lãi suất. Trong báo cáo dự báo, công ty dịch vụ tư vấn chuyên ngành tài chính Deloitte Canada nhận định, nền kinh tế nước này sẽ bắt đầu phục hồi trở lại từ đầu năm sau, nhưng có thể sẽ cần nhiều thời gian để cảm nhận sự hồi phục đó có thể là vào cuối năm. Sự phục hồi đó có được là do Ngân hàng Trung ương Canada dần chuyển hướng chính sách tiền tệ từ thắt chặt hiện nay sang nới lỏng dần. Báo cáo ước tính tổng sản phẩm quốc nội GDP của Canada sẽ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm nay và tiếp tục tăng trưởng 0,9% trong năm sau. Tuy nhiên, mức lãi suất cao sẽ còn tiếp tục đè nặng lên ngân sách của các hộ gia đình, nhất là những gia đình có các khoản vay thế chấp lớn. Nhờ áp dụng trí tuệ nhân tạo, các nhà nghiên cứu Mỹ đã có thể chế tạo ra robot chức năng chỉ trong vòng vài giây. Dù chỉ là các mẫu robot hết sức nguyên sơ, nhưng thiết kế này hoàn toàn mới, khác biệt và là bước đi khởi đầu cho những mô hình robot phức tạp và hữu ích hơn mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra trong tương lai. Nhóm nghiên cứu đến từ trường đại học Northwestern đã đưa ra những gợi ý cơ bản cho hệ thống trí tuệ nhân tạo, yêu cầu thiết kế một robot có khả năng đi trên bề mặt phẳng, trong dòng dài dây, thực toán trí tuệ nhân tạo tự động hoàn thiện bản thiết kế bằng việc tạo ra một khuôn in 3D để đổ silicon lỏng vào. Thứ xuất hiện lại là một vật thể kỳ lạ, có hình dáng giống như người ngoài hành tinh. Khi được bơm không khí, thiết kế bên trong giúp nó mô phỏng chuyển động đi bộ. Tham vọng của nhóm nghiên cứu là sẽ thúc đẩy trí tuệ nhân tạo phát triển ra các robot có các chức năng phục vụ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở những khu vực bị thiên tai cho đến điều hướng trong các môi trường phức tạp như bảo trì các hệ thống cống ngầm. Cuộc sống không chạm đang làm thay đổi thói quen của con người. Nếu như trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, mọi người cố gắng không chạm để tránh lây nhiễm virus thì giờ đây không chạm đã trở thành một xu hướng một thói quen trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hiện nay bắt kịp xu hướng này các hãng công nghệ đã trình làng nhiều thiết bị gia dụng không cần chạm chiếc chung cửa thông minh sẽ tự động gửi thông báo đồng thời phát hình ảnh mỗi khi có người xuất hiện ở cửa Công nghệ rảnh tay đặc biệt phát huy tác dụng trong khu vực nhà bếp. Khi tủ lạnh, bếp nấu hay lò nướng có thể giúp bạn chuẩn bị một bữa ăn một cách dễ dàng. Thanh toán không chạm cũng là một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thay vì phải dùng tiền mặt hay quẹt thẻ để trả cho người bán hàng, thanh toán bằng khuôn mặt đang dần phổ biến đối với nhiều người. Đơn giản, tiện lợi khiến cho xu hướng ít chạm và không chạm ngày càng phổ biến đây cũng được xem là tất yếu của tương lai dù bất chấp nhiều thách thức về khả năng xử lý và tính bảo mật tương lai của công nghệ không chạm vẫn rất hứa hẹn khi con người hướng tới một thế giới không cảm ứng xu hướng không chạm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các tương tác trong tương lai